xem con có sai sinh này là đạo tràng sửa giùm cho con cái bên này là đạo tràng sửa giùm cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng ạ. Dạ, con xin cô Nhục Quỳnh ơi cho con một câu hai luôn, cho Phúc Hạnh đọc luôn cô Nhục Quỳnh. Thì ở đây đang mưa, không biết đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ rồi, để cho Phúc Hạnh đọc câu 1, câu 2 luôn. Karani yamathakusale na yan tang san tang ba đằng áp phí sa mê cha sắc cô u chù cha su hu chù cha su wa chù chát sa mu du anati ma ni san tu sắc cô cha su ba rô cha áp ba kít chù cha sa la hu ca vuốt ti san tin di yo cha ni bo cha apa ga po ku le su ananu git tho na cha khuất đằng sa mà cha rề kình chi về na vin nhu ba rề u ba wa đầy dùng su khi nô và khề mi nô hòn tu sát bề sát ta pha hoàn tu su khi tát ta về kề chi bà na phù ta thi ta xà và thà và rà và ana và xề xà đi khà và về ma hàn tà và ma chi mà ra sa cà anu ca thù là Karaniyaha mathakusalena yantang santang badang afisame cha sako uchu cha suhu chu cha suwacho cha samudu anati mani santun sako cha subaro cha abakicho cha salahu kavuti Santin riyo cha nipako cha abagafo kulesu ananugito na cha khodang samachare kinchi yena vinyubare ubavadayung sukino va khe mi no hon tu sa be sa ta pha quan tu su khi ta ta ye ke chi pa na phu ta ti ta sa va tha va ra va a na va se sa di ka va ye ma han ta va ma chi ma ran Sakanu Katula. Dạ, con xin xuống mic. Con có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin mời vị tiếp theo. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài ạ. Dạ, xà thu kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bích Tha, mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Thích Thiện Vũ cho Nhật mình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức, Tự Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật mình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Nhật mình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật mình kính chào đạo tràng. Ngài buồn tình, Ngài đi luôn rồi cô Phúc Hạnh ơi.
Ngài dạy đoạn 1, đoạn 2, ôm đoạn 1, đoạn 2, rồi dạy, Ngài dạy đoạn 2, đoạn 3, mà ba bốn vị lên đọc hết luôn rồi, Ngài buông kinh, Ngài đi luôn rồi. Ngài không trở lại nữa rồi. Mình phải tôn trọng Ngài một chút chứ, tại Xích Lầu Cai nè. Lầu Cai đoạn 1, đoạn 2 không lên ông bài thì tới ông... tới ngày dạy đoạn 3, đoạn 4 thì lên ôn đài, ôn ra bọn ngưỡng, xin ôn luôn, làm mấy vị vào sau đâu biết gì đâu. Cứ vậy làm tới luôn rồi, ngày đi luôn rồi. Nam mô Bố Tha giá, dạ, con kính dân mít đến ngày ạ. Alo, 123, 123. Hôm nay sinh nhật Quỳnh thấy vui quá ha. 3, 4 xong rồi, bây giờ chúng ta qua 5 và 6 ha. Miệng liền chứ, bài này dài, không có nên câu giờ nha. Quý vị quan hỷ, đọc một hai người gì cũng được, miễn sao chúng ta hoàn thành cái bài này. Bây giờ đoạn 3, đoạn 4 xong rồi ha. Bây giờ 5, 6 ha. Chúng tôi xin đọc trước. Đích thà hoa dê quá ách, đích thà dê chá đù rê quá sành, tí á quý đù rê phù tà hoa sâm phá quê si hoa. Sắp bề sát ta pháo hoành tu su khi ta ta na pa ru pa rằng ni cố bề tha nhà ti mạnh nhẹ tha ca tha chi năng kinh chi già ru sa na pa đi ca sanh nhà nành nhã mạnh nhã sa đục kham bi chay giá chữ chay giá thiếu chữ chữ á phía sau. Alo, alo, Sít Quỳnh ơi, sao mà copy lên của Sít Nhật Quỳnh mà sao kỳ cục vậy nè? Mitchay giá, wow, xin lỗi nha, bởi vì chúng tôi copy mà thiếu chữ A sau cùng, không biết vì thông cảm. Chờ chút, đọc mà sai, ôn cái gì kỳ cục quá vậy? Rồi, bây giờ copy lại. Quý vị thông cảm. Rồi, đọc lại ha. Đích thà hoa dê quá ách, đích thà dê chá đù rê quá sành, tí á quý đù rê phù tà hoa sầm phá quê si hoa sắp bê sát tà phá hoành tu su khi tát tà. Na pa ru pa rằng ni cố bề tha nhà ti mạnh nhẹ tha ca tha chi năng kinh kiếp già ru sa na pa đi ca sanh nhà nành nhã mạnh nhã sa đục kha mi chay giá. Lần thứ ba. Đích thà hoa dê quá ách, đích thà dê chá đù rê quá sành, thí á quý đù rê phù tà hoa sầm phá quê si hoa sắp bê sát tà phá hoành thức su khí tát tà ná phá rù phá rằng. Ni cung bê thá nhà tí mạnh dê thá ca thá chí năng kinh chiếc dạ rô sá nà bá lý gá sành nhà nành nhá mạnh nhá sá đúc khá mi chay giá. Rồi, dòng kinh thì quý vị đọc mệt nghỉ và dừng nơi trường âm, tức là mệt nghỉ nơi trường âm. Quý vị có thể đọc hai hơi, có thể đọc ba hơi, hoặc là bốn hơi, tùy, nhưng mà phải dừng lại nơi trường âm. Còn dòng kệ thì quý vị hoan hỷ đọc một lần hai câu ha. Đọc một lần hai câu.
Bây giờ từ câu 1 tới câu 4 chúng ta có trớn rồi. Và cái giọng kệ, nếu mà đọc câu 1, câu 2 được thì câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 quý vị cũng cảm thấy dễ chứ không có khó. Rồi, chúng tôi xin đọc trớn. Đình thả hoa dê hoa anh đình thả anh dê cha đu rê hoa xanh ti a quy đu rê phụ ta hoa xăm phào vệ sĩ quan xăm bế xanh ta phào quanh tu su khi tan ta Na ba ro ba răng ni cùng bê tha nhà ti man nhé tha căn tha chi năng kinh chi Ya ru sa na ba ti ga san nhà nan nhà man nhàn sa đúng tham vi chay ya Đình thả hoa dê, hoa anh đình thả anh dê cha đu rê, hoa xanh ti a quy đu rê. Phụ ta hoa xăm, phà quê sĩ quan, xăm bế xanh ta, phà quanh tu su khi tan ta. Na ba ro ba răng ne com be tha nhà ti man nhé tha can tha chi năng kinh chi ya pro sa na ba ti ga san nhà nan nhà man nhà sa đồng kham mi chay ya lần thứ ba ha Đình thả hoa dê hoa đình thả dê cha đu rê hoa xanh ti a quy đu rê phụ ta hoa xăm phà quê sĩ hoa xăm bế xanh ta phà quanh tu su khi tan ta Na ba ro ba răng ni cum bê tha nhà ti man nhé tha can tha chi năng kinh chi ya o sa na ba ti ga san nha nan nha man nhan sa đụng ca mi chay ya và đọc thế này mà thấy ly cà phê cái sáng mắt liền ha. Thôi nhường cho quý vị, mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Khai Giá. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và con xin tiếp tục đọc đoạn 5 và đoạn 6 của Từ Bi Kinh. Đức Tha Hoa Dê Hoa Ách Đức Tha Dê Cha Đu Rê Hoa Sàn Tí A Huy Đu Rê Phụ ta hoa xăm phá quê si hoa sắp bê sắc ta phá hoành tủ su khi tắc ta Na ba rô ba răng ni khúc bê tha na ti mần nhê tha cắt tha chi năng Kinh chi dạ rô sa na ba ti khá sân nhà nân nhà mần nhạc sa đúc khá mít trì ya Dạ con xin kể Đức tha hoa dê hoa ách đức tha dê cha đu rê hoa san ti a huy đu rê phụ ta hoa sam pha huê si hoa sập bê sa ta pha hoàn tu su khi tat ta Na ba ro ba răng ni khúc bê tha Na ti mân nhê tha cát tha chi năng kinh chi
cha rô sa na ba ti kha san nha nan nha man nhat sa đục kha mất chay ya. Dạ con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài. Dạ con xin đọc tiếp câu số 5 và số 6 ạ. Dít thà hòa dề hòa dít thà dề cha đù rề hòa sẵn tia huy đù rề phù tà hòa sầm phá huệ sì sắp sát tà phá hoàn tu su khi tà tà. Rồng ni cốc bề tha na ti mạnh nhề tha ca tha chi năng kinh chip già rồ sa na ba ti kha sành nhà nành nha mạnh nha sa đúc kha mít chày giá. Con xin kể ạ. Đi tha wa ye wa a di tha ye cha du re wa san ti a wi du re phụ ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta na ba ro ba răng ni cô bê tha na ti mênh tha tha răng chi ya ro sa na ba kha di ha sanh nha nánh nha manh nha sa đục kha mít chay ya. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tịa Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và kệ câu 5, câu 6, đoạn 5, đoạn 6 của bài kinh Từ Bi. Đít tha hoa dê hoa át, đít tha dê cha đù rê, hoa sành tí á quý đù rê, phù ta hoa xăm phát quê si hoa sắp bê sắp. Ta pha hoàn tu su khi ta ta na ba rô pha rằng ni cúc bề tha na ti mạnh nhề tha cát tha chi năng kinh chi già rô sa na ba ti kha sanh nhà nành nhá mạnh nhát sa đúc kha mít chày giá đi tha wa ye wa adit tha adit tha ye cha du re wa sanh ti awi du re phụ ta hoa sam pha quê si hoa sap bê sát ta pha quan tu su khi ta ta na pa ro pa răng ni cục tê tha na ti manh nhê tha cát tha chi năng kinh chi ya ro sa na pa ti kha sanh nhà nanh nhá manh nhá sa du kha mít chay ya. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin được kể câu 5 và câu 6 ạ. Dạ.
đít tha wa ye wa adit tha ye cha du ye wa san ti a vi du ye pu ta wa sam pa we si wa sa sat be sat ta pa wan tu su khi ta ta na pa ro pa rang nu ni ku bê tha na ti mạnh nhẹ tha cắt thắt chi nặng kinh chi già rô sa na pa ti kha sanh nhà nhanh năng mạnh nhát xa đúc kha mích chi già đến tha qua về qua đích tha về cha ru về cha ru re qua sàn ti a quỳ ru về phù phù ta qua sam pha quê si qua sắp bề sắp ta pha hoàn tu su khi ta ta na pa ro pa rằng nick cúp bết tha na ti mạnh nhất ta cát thắt chích năng kích chinh kinh chi pa yo sa na pa ti kha sanh nhà nhanh nhà mạnh nhà sa đúc khắc mích chê ya con xin được kệ đi tha qua ye qua a đi tha ye cha du re qua san ti a du ye bu ta qua sang pa we si qua sa pe sa ta pa wan tu su ki ta ta na pa ro pa rang đi bu pe tha na ti mang ye ta ca ta chi năng chi kinh chi pa yo sa na pa ta ca sanh nhà nhanh pa nhanh na sa du kha mek che ya di tha wa ye ya a di tha ye cha du za wa santi a wi du je pu ta wa sam ba we sabbe sata bhavantu sukhita ta napo naparo parang nikupeta nati manye thakata chi nang kinh chi pa ro sa na pa ti ka sanya na nhanh mang sa dukha mek che ya. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin mời vị khác. Alo. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ. Cảm ơn Thiện Vũ. Mến chào Nhật Hà. Đau quá không gặp. Con xin đọc câu thứ 6 và câu số 5 và số 6. Dạ. Ditta wa ye wa wa aditta ye cha du re wa santi a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta 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 na pa ro pa rang mi ku pe tha na ti mạnh nhẹ tha cách tha cách tha tha chi năng kinh chi già rồ sa na ba ba ti già sanh nhà nhà năng mạnh nhà sa đốt kha mi chày giá. Con xin đọc kệ. Đi tha qua diễn qua a đi tha về cha đu rê qua sanh ti a quy đu rê
Bồ Tát Hóa Sâm Pha Huệ Sĩ Quang Sắp Bê Sát Ta Pha Quân Tu Su Khi Tàng Na Pa Rô Pa Răn Ni Cô Pê Tha Na Ti Măn Nhê Tha Kha Tha Chi Năn Kinh Chi Ya ro san na pa ti gan san nya nhan nya man nya sa du kha min jay ya di tha wa ye wa di thi tha ye cha du re wa san ti a quy du re Bồ Tát Hóa Sâm Pha Huệ Sĩ Hóa Sắp Bê Sát Ta Pha Quán Tu Su Khi Ta Ta Na Pa Ru Pa Răn Ni Cú Pê Tha Na Ti Man Nhi Ka Tha Ka Tha Chi Năn Kinh Chi Ya Ru San Cha Ru Sa Na Pa Ti Gan San Nha Nhanh nha manh nha sa đu kha minh chê ya. Dạ con đã đọc xong. Bây giờ con không có thấy bằng tay mời mời Nhật Hà nghe. Nhật Hà lên đi Nhật Hà. Ủa sao kỳ ta? Rớt à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con thành kính Đức, con thành kính Đại Đức Tề Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Con xin đọc đoạn 5 và đoạn 6. Đít tha qua về quá ác, đít tha qua về quá ác, đít tha về chá đù rề quá sàn tí á quý đù rề. Phù ta qua sầm phá về si qua sát bề sát tà phá hoàn tu su khi tát tà. Na ba rồ ba rằng ni cúc bề tha nà tí màn nhề thác cát. Tha chi năng kinh chi già rồ sa nà ba tí gát sàn nhà. Nàn na màn nát sa đu khá mít chày giá. Đít thà và về á, đít thà và về quá ác, đít thà về chá đù rề quá sàn tí á quý đù rề. Phù tà và sầm pháp về si và sát bề sát tà, phá hoàn tu su khi tát tà. Nát bá rồ bá rằng ní cú bề thá nà tí màn nhề thá cát thá chi năng kinh chi. Già rồ sá nà bá tí gần già. Và rô sa na ba tí ga san nhà nan na man nát sa du kha mít chay ya con xin kể đi tha wa ye wa ra de tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sa pha ve si wa Sa pe sa ta fa wan tu su khi ta ta Na pa ro pa ra hum ne ku be tha Na ti man nye tha ka tha chi năng kin chi Ya ro sa na ba ti ga san nya Nan na mat na sa du kha mi chay ya. Dạ con đã đọc và kể xong, con xin xuống mic có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con mời về tiếp theo ạ. Dạ con cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Chí Dứt, con kính đảnh lễ sư Tự Dứt, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc câu số 5 và số 6 hôm nay. Đít tha wa ye wa et đít tha ye cha đù rê wa san ti a vi đù rê phu ta wa sam pha vê si wa
sắp bề sắc tà pha hoành tu su khi tất tà na ba rồ ba rằng ni cúp bề tha nà ti mần nhề tha cách tha chi nành kinh chi già rồ sa nà ba ti kha sành nhà nành nha mần nha sa du khi sa du kha mi chì ya. Dạ con xin kể. Đình tha wa ye cha en đình tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be sắc ta pha wan tu su khi tat ta na ba ro ba rằng ni cúp bê tha na ti man nhê tha cảnh tha chi năn kinh chi ya ro sa na ba ti san nha nan nha man nhan sa du ca minh chi ya. Dạ con đã đọc và kể xong. Con xin cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã host bài học. Nam mô Bích Tha giá niệm từ xin mời bàn tay của Tina. Con kính đảnh lễ đau hương tâm đỏ. Con kính đảnh lễ hồng chú trước. Con kính đảnh tổ lưu tàu với cô chư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài tiếp. Tiếp thà và dì quá a tiếp thà ye cha du re wa san ti au du re phu ta wa san pa we si wa sat te sat ta pa wan tu si ki ta ta na pa u pa lang li ku te ta ya tin man ye tha kat tha chi man kin chi ta wa sa na tha ti ka san ya man ya man ya ti sa kin tha mi chai ya din tha wa ye wa din tha ye cha du re wa san ti a we du re ku ta wa san tha we si wa san de san ta tha wan tu su ki tan ta na pa wa pa lan li ku pe tha na tin man ye tha khan tha chi lang ki ji ya ro sa na wa pa ti kha sa ni ya nam ya nam ya ni sa di kha ni tu chay ya. Dạ thưa con đã đọc xong, con nguyện kính tri ân ngài và đạo tràng. Các sa sinh ngài và đạo tràng sửa lên cho con kính mời vị kế tiếp. Sa thú, sa thú, vị nào đọc cũng hay hết. Ôn lại là quý vị đã thuần thục rồi, giọng đọc đã trôi chảy rồi, cho nên bây giờ ôn lại thì rất là nhanh và vị nào đọc cũng hay. Rồi chúng ta tiếp tục câu 7, câu 8 ha. Còn hai câu nữa là kết thúc. Mà tài giác hà nít dần phút tăng ai du sa e ca phốt tam anu ra phê e vam vi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang me tan cha sap ba lo ca minh ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang ut thằng ác thù chất tí rí dành cho á sầm ba thằng áo quê rằng á sáp bát tăng ma ta giá thà ni dặn bút tăng à dú sa e khá bút tâm á nú rắc tê e vầm bí sáp phá phù tê su ma na sẵn phà quá dê á phá rí ma năng mê tăng cho sáp phá lô ká s miền ma na sẵn bà quá về áp bá rít mà nàng út thằng á thù chất tí rít dành cho á sầm bà thằng á quê rằng á sáp bát tăng
lần nữa. Ma ta yết tha ni yang put tang ayusa e kaput tamanurak te e wam bisam papu te sumana sang pa wa ye apari ma nang metan jat sampalo kasme ma sang pa wa ye apari ma nang út thằng á thù chứ dành cho á sầm bà thằng á quê rằng á sa bát tăng. Dòng kinh thì quý vị đọc tự do ha. Mệt là nghỉ nhưng mà phải dừng lại nơi trường âm. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Ma ta ya tha ni yang pun tang yu sa e ka pun tamanurang te e wam di sam ba pu te su ma na sang pha wa yeng a pa ri ma nang men tan cha sam ba lo ka sming ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang un thang a thu cha ti ri yang cha a sam ba thang a we rang a sa ban tang ma ta ya tha ni yang bun sang ayusa e ka pun tamanurang te e wam bisam bapu te su mana sang pa wayeng aparimanang men tan cha sam ba lo kas ming mana sang pa waye aparimanang un thang a thu cha ti ri yan cha a sam ba thang a we rang a sa ban tang ma ta ya tha ni yang bun tang ayu sa e ka pun tamanurang te e wam bi sam ba pu te su ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang main tan cha sam ba lo ka sming ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang uthang a thu cha ti ri yang cha a sam ba thang a we rang a sa ban tang. Rồi mời sĩ mê ta sĩ kiên nhân. Dạ trước hết con kính đảnh lễ sư cùng với quý chư tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đoàn thể đạo tràng. Và con xin đọc tiếp tục đoạn 7 và đoạn 8 của kinh Từ Bi. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta manurake e wam bi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang met tan cha sap ba lo kat min ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang ut thang a tho cha ti ri yan cha a sam ba thang a we thang a sa ba thang. Dạ con xin kể. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rắc khê e wam mi sap ba phu te so ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang met tan cha sap ba lo cat min ma na sang pha
Wa ye a ba ri ma nang O thang a tho cha ti ri yan cha A sam ba thang A we rang A sa bat tang. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Kính đảnh lễ sư quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc tiếp. Dạ, 7 và câu 8 ạ. Ma ta ya tha ni yang bút tăng ảnh sa ye ka ta ma nu rak khe e wang bi sa ba bu te su ma na sang pha a hoa ye ba ra năng met tành ba lô ka sming ma na sang pha hoa ye ba ri mang tang a tho cha ti ri yang cha sam ba thang a we rang a sa pa tang. Con xin kể ạ. Ma ya tha ni yang bu tang a yu sa bu ta ma nu rak khe e bi sap ba phu te ma nan pha wa ye a pa ri ma nan me tain cha sap ba lo ka sming ma na san pha wa ye a ri ma nan ut thang a tho cha ti ri yan cha a sam ba thang a we rang a sa pa tang. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ, con kính tri ân sư Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ đoạn 7, đoạn 8, bài kinh Từ Bi. Ma ta ya tha ni yang put tang a yu sa e ka put ta ma nu rak khe e wam pi sap ba phu te su ma na sang pha hua ye a pa ri ma nang met tang cha sap ba lo kas min ma na sang pha hoa ye a ba ri ma nang ut thang a tho cha ti ri yang cha a sam ba thang a we rang a sa phat tang ma ta ya tha ni yang phu tang a yu sa e ka phu ta ma ru ta khe e wam pi sap ta phu te su ma na sang pha hoa ye a ba ri ma nang mẹ tánh cha sáp ba lô ca mình ma na sang pha hoa ye a pa ri ma năng út thắng a thô cha ti ri yành cha a sam ba thăng a răng a sa pa tăng. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo. Dạ, cái là cảm ơn thiện Vũ. Dạ, con xin đọc câu số 7 và còn và câu số 8. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rat khe e vam vi sap pa bu te su ma na sam pa wa ye apari ma nang met tang cha sap pa lo kat min ma na sam pa wa ye apari ma nang o tham tho cha ti ji yang cha sang pa yang a we rang a sa pat tang. Con xin nghe đọc kệ. Ma ta ya tha ni yang vut tăng
Ayu sa e ka pun ta man lu kan khe. E quam vi sam pa pu te su. Ma na sam pa wa ye aparimanang. Mê tăng cha sâm ba lô cấp minh ma na sâm phang qua dê a pa ri ma năng ô thâm a thô cha ti ri yang cha a sâm pa thâm a quê râm an sa pan tăng. Con xin đọc thêm lần nữa. Ma ta ya tha ni yang bút tăng ayu ayu sa e ka bút ta ma nu ka rắn khe e vam vi sam ba va phu tê su. Ma na sam pha ma ye a pa ri ma nang me tang cha sam ba lo kan minh ma na sam pha wa ye a pa ri ma nang u tham a thom cha ti ri yang cha a sam ba dam a quê dam a sam ban tăng. Dạ con đã đọc xong rồi, con xin nhường mic cho cái vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư Đức, con kính đảnh lễ ba quý cô tu nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc tiếp. Ma ta ya tha ni yang bhut tăng Ayu sa e ka pun ta manu sak khe E wang thi sap ta bu te su ma na sang ka wa ye a pa vi ma nang Men tang cha sap ta lo kas mi Ma na sam pa wa ye a pa vi ma nang Un tang a thu cha ti yam ta a sap ba tang a we wang a san ta tang Ma ta yam tha ni yam khun tang a yu sa e ka bun ta man nu lan khe e wang thi sam pa u te su ma na sam pa wa ye am pa ni ma nang me tan cha sam pa lo ka sin ma na sam pa wa ye am pa ni ma nang Un thang ya thu cha ti lan lan cha A sam ba thang a we lan a sam tan tan. Thưa con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng bạch ngài. Dạ cảm ơn Thiền Vũ Âm, cảm ơn Kim Dung cho Nhật mình biết được tín hiệu.
Giờ đồng hồ con còn có mười mấy phút nữa thôi, con cung thỉnh ngài à. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, con không thấy tín hiệu của ngài, con xin trả bài ạ. Rồi con kính dâng mít đến ngài. Alo, còn có hai đoạn cuối cùng là chấm dứt ha. Rồi bây giờ câu 9 câu 10 ha, là chúng ta xong cái bài này. Hôm nay thì quý vị khỏi nói đi, trường âm đoạn âm phân tích thế này thế kia rất là rành ha. Thì bây giờ nhiên vô đọc là còn gì để mà sửa nữa. Hú hú phải không? Rồi câu 9 câu 10. Tích thần cha rằng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa ta sa vi ga ta mi thô e tăng sa tình a thích thầy yap ram ma mê tăng quý hà rằng y tham ma hu đít thình cha nô ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này giá ghê thằng na hi cha tu gấp pha say yang pu na rê tì tí tí thành chắc rằng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa ta sa vi mi thù hê tăng sa tình na thiết thầy yap ram ma mê tăng quý hà rằng y tâm ma hú đích thình cha nô ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này giá ghê thằng na hít cha tu gấp pha say yang pu na rê tì tí. Một lần thứ ba. Tích thần cha rằng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa ta sa vi ga ta mi thô e tăng sa tình a thích thầy yak ram ma mê tăng quý hà rằng y tham ma đích thình cha nô ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê sa quý này yak ghê thằng na hít cha tu gấp pha say yang pu na rê tì tí. Rồi như vậy giọng kinh là xong ha. Bây giờ chúng ta qua giọng kệ và kết thúc bài học mà chúng ta đã học xong. Tì thánh cha răng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa tăng sa vi ga ta minh thù ê tăng sa tinh a thị thầy ya brahm ma mê tăng vi hà răng y tham ma hù đinh thịnh cha nô ba gâm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su vi này ya vệ thăng na hi cha tu gam pa say yang punare ti 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 thanh cha răng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa ta sa vi ga ta minh thù ê tăng sa tinh a thị thầy ya brahm ma mê tăng vi ma răng y tham ma hù đinh thịnh cha nô ba gâm si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su vi này ya ghê thăng na hi cha tu gam pha say yang punare ti ti tin thân cha răng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya
Bhagavatam Savigatam Intho Etang Satin Athithaya Brahma Metang Viharang Vitamahu Đinh thịnh ca nu ba găm ma si la hoa Đàn sa nê na sâm ban nô Ca mê su vi nây gia ghê thăng Na hi cha tu găm phá say yăng Pu na rê ti ti Rồi, mời sư mê ta, sư Kim Nhung. Trước hết, con kính đảnh đức cùng quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con tiếp tục đọc hai đoạn 9 và 10 của bài kinh Từ Bi. Dạ, con kéo xuống. Thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mất thô ê tăng sa tình a thích thầy ya brahm ma mê tăng vi ha rằng y tha ma hô đích thình cha anu ba gầm ma si la hoa đa sa nê na sam ban no Ca mê su vi này ya ghê thăng Na hi cha tu gấp pha say yang U na rê ti ti Tịch thăng cha răng ni xin no wa Sa ya no wa Ya wa ta sa vi ga ta mất thô Ê tăng sa tinh a thật thầy ya Brahma mê tăng vi ha răng y tha ma hồ Địch thân cha a nu ba gâm ma Sì la hoa đát sa nê na sam ban no Ca mê su vi này ya ghê thăng Na hi cha tô gặp pha say yang U na rê ti ti Dạ con đã đọc xong kệ xong Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ à. Có gì sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn chị Mita. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con xin đọc câu số 9 và số 10. Dạ. Tích thần cha rằng ni si no qua sa ya no qua ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sát tình a thi thầy à, thầy giá Brahma mê tăng quy hà rằng y tha mà hồ đi thiền cha anu pha ga gầm ma xì lá dạ xì lá hòa đắt xa nề na sầm ba nô cà mê su vi này này giá ghê ghê thằng na hi già tu gấp pha Sài dần phu na rê tí tì Con xin đọc kệ Tì thắng cha răng ni xin nô quang Sa ya nô quá ya quang tan Sa quý gà ta mi thô Ê tăng sa tinh a thi thầy gia Brahma mê tăng quy hà răng y tha ma hồ
Đi thính cha anu pa gam ma si la qua đan sa ne na sam ba no ca me su huy này ya ghe thắng na hi cha tu gặp pa dây văn phu na re ti ti. Dạ con đã đọc xong câu 9 và câu 10. Dạ mấy mời vị kế tiếp chắc là Kim Nhung phải không? Mời Kim Nhung nghe. Không thấy bằng không phải. Dạ alo alo ạ. Dạ không thấy Thiện Vũ lên. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp câu 9 và câu 10 ạ. Tít thằng cha rằm ni xin nô hòa sa già nô hòa già hòa ta sa huy gà ta mít thô ê tăng sa tình a thít thầy giáp rằm ma mê tăng quy hà rằng y tham ma hu đi thình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su huy này giá ghê thằng nay cha tu gấp pha say yang bu na re ti ti. Dạ con xin kể ạ. Ti thang cha ram min no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta mi tho e tang sa ting a thi thay ya brahma me tang vi ha ram i tha ma hu đi thính cha anu pa gam ma si la wa da sa ne na sam ban no ka me su vi ne ya ve tang ni a na hi cha tu ga pa say yang bu na re ti ti. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Thân mời Thiện Vũ ạ. Thiện Vũ ơi, Thiện Vũ không cầm mít được, Thiện Vũ thoát ra rồi vào lại Thiện Vũ ơi. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ đoạn 9, đoạn 10 của bài kinh Từ Bi. Tít thằng cha rằng ni sinh nô hòa sát gia nô hòa gia hoa tác sa huy gà ta mít thô ê tăng sát tình á thít thầy gia rằm rằm ma mê tăng quý hà rằng ý thác mà hú đích hình cha anu pa gam ma si la hòa đáp sa nê na sam tang nô ca mê su quy này ya ghê thăng na hi cha tu gấp pa si yang pu na re ti 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 thăng cha răng ni si no hòa sa ya no hòa ya hòa ta sa quy ga mi thô ê tăng sa tinh a thi thầy ya ram ma mê tăng vi ha răng vi tha ma hồ đi
thính chi anu pagamasila wa dasane na sampanno kame suwi neyage thang na hi chatu gap pak sayang punareti ti. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ thân lôi tam bảo, con kính đảnh lễ nhà thiên đức công chúng chào đại tràng, con kính đảnh lễ với đạo với cô tư nữ. Quý sư, con xin phép được đọc hai đoạn cuối. Tiết thần chất lần ni xin nô hòa sa gia nô hòa ya hóa thân sa huynh gia tâm thù đề tăng sa tìm a thinh thầy gia bầm ma mê tăng vi hà lần ít tha ma hút kinh thìn cha an ni pa gầm ma si ta hòa đánh sa ni na sam pan nô tha nê sư vi này giác về thần na hi cha tu gấp pha xây dần hu na lê tì tí tìm thắng cha lăng minh xin nô hòa sa ya nô hòa ya hòa thân sa vinh ga tam vinh thù ê tăng sa tín a thiên thầy ya phần ba mê tăng vi hà lăng ê tha ma hù thì thính cha anum pha lâm ma si la wa đan sa si me na sam ban nu ca me su vi me ya ge thần na hi cha tu dam pha se yam tu na ve ti ti. Dạ con kính tri ân ngài chư đức và con kính tri ân đạo tràng. Sa thú. Hôm nay chúng ta ôn lại bài Karani, một bài kinh từ bi rất có oai lực, và quý vị đã thể hiện rất là nhiệt tình, vì nào đọc cũng hay hết. Tuy nhiên, để ôn lại từ trên xuống dưới, xin mời sư Nhật Quỳnh ha. Sư Nhật Quỳnh đọc một lần Pali rồi một lần kể, như vậy chúng ta kết thúc được ha. Nãy giờ chưa nghe sư Nhật Quỳnh mà. Rồi mời sư Nhật Quỳnh từ câu 1 tới câu 10 rồi kể luôn. Rồi mời nha. Nam mô Bích Thai. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ nhà chi đức đại đức trị đức cùng chi tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và khi nào bích ế thì tới con bạch ngài, còn bích đắc thì để cho quý vị kể cho hoan hỷ. Nhưng mà giờ ngài kêu thì con xin phép được đọc ạ. Karani yama thakusale na yan tang san tang ba dang apisama cha sat ko uchu cha su hu chu cha su wa chu cha samadu anatimani san tu sa ko cha su pa ro cha apakit cho sa san la hu ka vo ti san ting di yo cha ni ba ko cha apaga po kule su ananu git tho na cha khup đăng samma cha rệ kinh chi về na vinh nhu ba rệ u ba qua đại dâm su khi nợ qua khệ mi no hồn tu sa pe sa ta pha quan tu si khi ta ta về kệ chi ba na phụ ta ti ta sa qua tha ra qua ana qua sệ sa đi khả qua về ma hành ta qua ma chi ma ra sa ca anaka thủ